Bộ Y tế chiều 15 tháng 5 thông tin về ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 36 tại Việt Nam. Theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân là nữ 89 tuổi, bệnh nhân 3839, mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền. Bệnh nhân có địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là ca bệnh tiếp xúc gần F1 của bệnh nhân 3521 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 13 tháng 5 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân có tiện sự đái tháo đường tiếp 2, tăng huyết áp nhiều năm, xẹp đốt sông thắt lưng, đã phẫu thuật bơm xi măng ngày 6 tháng 4. Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục, dẫn lưu khí màng phổi kháng sinh, kháng virus và ECMO, hệ thống tim phổi nhân tạo. Bệnh nhân tử vong ngày 15 tháng 5 với chẩn đoán suy hô hấp Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật. Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 36 tại Việt Nam, là ca bệnh tử vong đầu tiên trong đợt dịch này.